nóng, quần tô hốt sư Thích Minh Tuệ, dưới phao tin thầy tự nguyện dừng khuất thực. Từ sáng sớm ngày 3 tháng 6, cộng đồng mạng đã hoang mang vì sư Thích Minh Tuệ và đoàn đi bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đến trưa ngày 3 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt thông báo sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng khuất thực. Một khi các tờ báo quốc doanh đồng loạt đưa tin với cùng một nội dung y chang như nhau thì chính là chỉ thị của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Ban Tuyệt giáo. Từ nhiều ngày qua, người dân luôn theo dõi sát sao hành trình của thầy Thích Minh Tuệ, nhưng không hề nghe thấy nói gì về việc dừng khuất thực. Nhét chữ vào mồm người khác là hành động quen thuộc của chính quyền Cộng sản. Họ độc chiếm truyền thông trong nước, nên họ muốn nhét chữ vào mồm ai thì họ cứ nhét luôn. Sư Thích Minh Tuệ đi khất thực học theo gương Đức Phật Tổ ngày xưa. Sư không nhận tiền, chỉ nhận thức ăn chay vào bữa sáng mỗi ngày để nuôi dưỡng cơ thể. Chính việc giữ giới theo gương Đức Phật đã khiến thầy tỏa sáng một cách tự nhiên. Người dân quý mến thầy, đi theo thầy, chờ đón thầy ngày một đông. Nhiều người tự nguyện theo chân thầy học tu. Sư Thích Minh Tuệ được xem là hình mẫu của bậc chân tu buông bỏ, khiêm nhường và từ bi, đối lập hoàn toàn với thành phần sư quốc doanh đang ngày ngày giao giảng những thứ tư tưởng mê tín dị đoan, kêu gọi cúng dường, lừa gạt, hưởng lợi từ dân chúng, xa rời lời dạy của Đức Phật. Có ông sư, cụ thể là Thích Chân Quang, còn dám sửa lời Phật dạy và áp đặt những quy định của riêng mình cho đám con nhang đệ tử ngu muội, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Đã từ lâu, giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Họ tự ý ghép chủ nghĩa xã hội, một thứ chủ nghĩa phi nhân của Đảng, vào chung với đạo pháp. Qua đó họ phá nát đạo pháp, giáo luật, những ông thầy tu do tổ chức tôn giáo này nặn ra, bị người dân gọi là thợ tu. Có thể nói giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng khác nào một tổ chức ma đạo, tà đạo, làm méo mó Phật pháp từ trước đến nay. Chỉ có ma đạo mới sợ chánh đạo, chỉ có giả tu mới sợ chân tu. Đó là lý do tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh nhẩu ra công văn khẳng định sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Họ sợ dân theo đường chân tu của sư Thích Minh Tuệ mà quay lưng với họ, nên họ giành độc quyền tu hành về phía mình. Nhưng qua đó họ càng bộc lộ bản chất ma đạo, giúp cho người dân nhận ra sự thật và thức tỉnh. Sức hút mạnh mẽ từ sư Thích Minh Tuệ đã khiến cho chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sợ hãi. Họ sợ một đám đông không vâng lời họ. Họ sợ một đám đông họ không có khả năng kiểm soát. Và đó là lý do để họ ra tay, dùng quyền lực công an và sắp đặt mưu mô để ngăn chặn hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ đến với công chúng. Và dẹp đoàn khất thực đi theo sư trong sự im lặng. Tuy nhiên, một số hình ảnh đã rõ rỉ. Cũng trong ngày 3 tháng 6, rất nhanh trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe cảnh sát của Thừa Thiên Huế mang biển số 75A06675 chở những thành viên trong đoàn khất thực. Tiếp theo là hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ lấy dấu vân tay tại đồn công an cùng một số lời tường thuật của những thành viên trong đoàn cũng như các YouTube sau khi ra khỏi đồn công an. Với người Cộng sản, những gì không quản lý được họ sẽ cấm, sẽ dẹp bỏ, kể cả trường hợp cần dùng đến sức mạnh. Đồng thời, họ rất sợ người nổi tiếng, hiệu ứng đám đông. Nếu những điều đó không nằm trong ý đồ của họ hoặc vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Vì vậy, nhiều nhà hoạt động, những người từng bị công an câu lưu, thẩm vấn để đoán trước được sự việc, công an sẽ ra tay với sư Thích Minh Tuệ và đoàn tu tập đi theo. Một số người thì cho rằng hành động dẹp bỏ đoàn khất thực của sư Thích Minh Tuệ nhằm cứu vãn bộ mặt của giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi nó bộc lộ hết sức sự nhem nhuốc khi bậc chân tu xuất hiện. Tuy nhiên, sau ánh sáng của thầy Thích Minh Tuệ, giáo hội Phật giáo Việt Nam khó có thể lấy lại mặt mũi trước công chúng. Dùng bạo lực chỉ khiến cho người dân ngán ngẩm hơn, bất mãn hơn và căm ghét hơn mà thôi. Sẽ không thể xây dựng được một nhà nước tử tế theo cách như thế, sẽ không thể xây dựng được một hội Phật giáo tự nhận là chánh đạo theo cách như vậy. Nhà nước này vẫn luôn hô hào về thứ tự do tín ngưỡng, nhưng phải theo ý tao. Tức là thứ tín ngưỡng được tạo ra từ những ma tăng,
như Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang vân vân đang làm bại hoại đạo đức xã hội. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin nóng quân Tô hốt ngài Thích Minh Tuệ rồi phao tin thầy tự nguyện dừng khất thực. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Rộ tin Ô Xin Huy Đức bị bắt, có phải thượng tầng đang đổi chủ? Vào ngày 1 tháng 6, trang Facebook của nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà đang sa sút ngắn gọn với nội dung đang khám xét nhà, bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức. Sa sút vắn tắt này khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi Ô Xin Huy Đức là nhà báo có tiếng tăm và những phân tích chính trị sâu sắc. Những bài viết của ông được rất nhiều người chào đón. Lâu nay, nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà được xem là chim báo bão bởi những thông tin mà nhà báo này loan tải thường là những tin rất khả tín từ trong nội bộ cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những tin cô đưa ra thường là đi trước báo chí nhà nước hoặc là những thông tin nhạy cảm mà báo chí nhà nước không được phép đăng tải. Như vậy là khả năng cao là nhà báo Ô Xin Huy Đức, tức là Trương Huy Sang, đã bị bắt 12 tiếng sau khi nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà đưa tin trên trang Facebook cá nhân có tích xanh của nhà báo Huy Đức thì đã bị khóa luôn. Đây là một tín hiệu nữa cho thấy thông tin về nhà báo Hưng Trà đưa ra là khả tín và giờ đây cần tin xác nhận từ báo chí của nhà nước. Ông Trương Huy Sang bị bắt, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn rằng phải chăng do một status gần đây của ông đã động chạm đến ông Nguyễn Phú Trọng. Trong status ấy, nhà báo Huy Đức thẳng thừng chỉ trích chế độ và nêu đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, nhiều người nghi ngờ ông Nguyễn Phú Trọng là người ra tay trong vụ bắt bớ này. Tuy nhiên, vấn đề lại không hề đơn giản. Có thể còn rất nhiều yếu tố khác cần đem ra phân tích, mổ xẻ để biết nguyên nhân và sáng tỏ thêm sự thật. Trong một status khác, trước khi bị bắt, ông Trương Huy Sang đã tập hợp lại một số status cũ từ nhiều năm trước, kèm theo lời bình. Nếu nói ông vì chỉ trích Nguyễn Phú Trọng mà bị bắt thì đáng ra ông phải bị bắt từ lâu rồi. Tại sao đến nay ông mới bị bắt đây? Cũng cùng một loại nội dung nhưng trước đây không bắt, nay thì lại bắt. Đây là điểm đáng ngờ. Thời điểm nhà báo Huy Đức bị bắt trùng với thời điểm mà thượng tầng chính trị có sự xáo trộn rất lớn. Những tháng qua, phe của ông Tô Lâm tung hết đòn này đến đòn khác để đánh vào, làm cho phe của ông Tổng dụng bất ba lãnh đạo cấp cao, trong đó có một chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội và một thường trực ban bí thư. Đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ, làm cho vị trí chủ tịch nước bị bỏ trống gần 2 tháng, sau đó mới được công bố người thay. Nhưng sau khi đã được vị trí ghế chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thường trực ban bí thư thì giờ đến giai đoạn tranh giành chức Bộ trưởng Bộ Công an, là một chức rất quan trọng của Đảng Cộng sản, khi Bộ Công an nắm hồ sơ đen của các quan chức khắp nơi. Mới đây, thông tin rò rỉ cho biết phe Tô Lâm đã tiến thêm một bước tới, đó là đưa được Nguyễn Duy Ngọc vào vị trí Chánh văn phòng Trung ương Đảng, vị trí được xem là người gác đền cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với vị trí mới này, cộng với hồ sơ đen về các sân sau của các thành viên Ban Bí thư, Nguyễn Duy Ngọc có thể giám sát và không loại trừ là có thể điều khiển được một số thành viên của Ban Bí thư. Đây được xem là bước tiến mới trong con đường củng cố quyền lực của ông Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thượng tầng chính trị đang có hướng chuyển dịch quyền lực từ văn phòng Trung ương Đảng sang phủ chủ tịch. Việc dịch chuyển quyền lực này đồng nghĩa với việc bắt nhà báo Huy Đức thì rất có thể chính là thế lực mới này đã ra tay. Cũng có thể những bài viết trong quá khứ của Huy Đức không khiến thế lực cũ bận tâm, nhưng giờ đây lại đã khiến cho thế lực mới sôi máu. Trong tình hình chính trị thượng tầng đang bất ổn như hiện nay, mọi cách ứng xử của chính quyền đều có thể thay đổi theo, không theo lẽ thường. Và với việc thế lực công an ngày càng lớn mạnh thì tình trạng bắt bớ sẽ ngày một khốc liệt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin rộ tin Ô Xin Huy Đức bị bắt, có phải thượng tầng đang đổi chủ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.